Đây là cánh giống villa mì chính cả nhà nhé. Cành này ươm thì rất là dễ này. Đây là cắt ra để bắt đầu ươm. Khi bạn cắt, các bạn cắt cho mình cái chiều dài nó tầm độ 20 phân. Bạn để cắt vát cho mình gốc này. Dâm dâm mà cắt ẩm nhé, cho thêm thuốc kích rễ vào. Cái rau bi la mì chính này thì nó rất là nhiều công dụng, dễ ăn, ăn ngon và rất là ngọt. Vâng, bao tiền đấy bà? Đây giấy nắp vào cái thùng to đấy, lấy cả nghìn người ta cả người nghìn, tôi bảo thôi vào bán cái vào đấy. Chờ tí đi, chẳng quay nốt. Đây là cái cành sống này. Lấy vào 12.000. 8. Đang có thùng to.